kiểu tự nhiên chị đang quay phỏng vấn từ lúc bọn em lại bấm trắng anh đi. Xin chào Eric. Ở đây thì Hòa sẽ nhập ngũ. Đức Phúc và Eric có lời khuyên gì với Hòa không? Bởi vì hai em hiểu Hòa rất rõ. Eric là hiểu nhất này. Nói chung là em nghĩ là chị Hòa là một người kiểu có cái sự thích nghi rất là nhanh. Nhưng mà chị Hòa thì có một cái là hơi nóng tính. Em nghĩ rằng là cái đó thì mà cái phòng kia chắc các chú còn nóng hơn. Báo chí nhất nhất nghe được một lệnh khi đứng trong hàng tập thể một người chủ ý. Đồng chú ạ. Có. Hành trang chuẩn bị sẵn sàng. Chắc là bọn em cũng sẽ mời mọi người để tham gia. Chắc bọn em sẽ gửi luôn cho chị mà. Ý là chị sẽ phải mang đi hả em? Ủa chị em biết mang về. Chắc là bọn em mang đi ra để mang. Nhưng mà chị đã sẵn đồ xong hết rồi. Chị sẵn đồ xong hết rồi chị. Chị chẳng một ba liên không có hành trang. À không có vấn đề gì. Thế chị giờ đang quán ký ấy. Đang quán ký thì đây là một chiếc váy dài và thêm nữa nó còn có tay dài nữa và người tôi cũng lùn cho nên nó đã đến chân tôi luôn rồi ạ. Đây còn thấy rất phù hợp. Những vật chất khác cũng chị Hòa. Vâng. Bên này thì hơi phức tạp hơn một chút ạ. Xin lỗi đồng chí, đây là sự đây là sự chuẩn bị của hai người em trai của tôi. Đây thì đầu tiên là những bộ đồ ngủ. Chân này. Cái này đắt nhất 250. Còn đây là để giặt đồ nha. Rồi, ok. Đây là do hai người em trai đồng chí chuẩn bị. Là những người nào? Là Đức Phúc và Eric. Giải thích cao trí luôn. Những vật dụng liên quan đời sống hàng ngày cao trí, đơn vị đã tiến hành trang bị đầy đủ, biên chế đến tiểu đội và cá nhân. Do vậy, những vật chất này tiến hành thu giữ. Thưa đồng chí, nếu tôi có thể giữ lại một cái thau không ạ? Bởi vì tôi thấy là trong nhà tắm mà các đồng chí cứ tranh nhau tắm thì tôi sẽ đổ nước riêng ra đây để tôi tắm riêng. Đây là tôi tính cho sự nhanh nhẹn bởi vì bốn chị em có thể tắm rất mất thời gian. Chẳng chịu hóa hết vật dụng cá nhân chưa? Đồng chí là chỉ còn nốt cái này tôi thấy hơi thắc mắc là hai đứa em của tôi nói là mua cho tôi để tôi ăn mì đêm. Là tôi có được ăn mì đêm. Thế này là ăn mì nha, ăn mì buổi đêm nha. Ăn mì. Ý là em nghĩ là có giờ ăn buổi đêm để cho chị ăn đêm. Em nghĩ là được đó, em nghĩ ăn được. Cảm ơn. Dầu đi.